À, nãy giờ á, nãy giờ mà các bạn có nghe chú Ba Thanh á tâm sự về cái nghề mà trồng bưởi da xanh ở Bến Tre không các bạn? Thì cái gì nó cũng vậy. Nếu mà mình làm ăn mà cái lúc mà nó suôn sẻ thì nó cũng rất là ngon các bạn. Nhưng mà nó cũng phải đánh đổi lại cái thời gian ha. Với cái công sức của mình nó rất là cực khổ. Chứ không phải là cái gì nó cũng sẽ suôn sẻ nha các bạn. Nhiều khi trồng là bưởi ở Bến Tre thì nhiều khi tới mấy cái mùa nước mặn á các bạn, là mình không có nước tưới thì chú sẽ bỏ luôn chứ tưới không xiết các bạn. Nhiều khi tại vì biết sao không, cái nước mà như nước ngọt thì mình uống còn không có mà lấy gì mà tới cái nước mà tưới cây hết các bạn, rồi bắt buộc phải bỏ thôi. Dạ, mà nhiều khi tới mùa mùa nước mặn rồi cây nó bị chết nữa các bạn, cây con khi nó chết nó bị ảnh hưởng ha. À, mình đi từ nãy giờ có chút xíu các bạn, chưa hết vườn bưởi nhưng mà cảm thấy là thấy mệt rồi các bạn. Các bạn nghĩ đi, một một cái hecta bưởi này, vườn này mà các bạn đi chăm sóc á, thì rất là cực. Bởi nên nó làm nhiều khi mình nói chứ cái nhà nông á, thì nó cũng cực khổ cái nhà nông á các bạn ha. Chỉ có mình kinh doanh á, thì nó đỡ hơn. Nãy giờ là mình đã dắt các bạn đi tham quan được cái vườn bưởi của chú Ba Thanh rồi các bạn ha. Thì bây giờ là tụi mình sẽ đi ra bây giờ mình sẽ quay về nhà của chú Ba, mình sẽ ăn cơm nước nha các bạn. Vợ mình hiện tại vợ đang làm bếp ở nhà các bạn. Rồi. Tụi mình mới vừa đi vườn về là vợ mình cũng đã làm đồ ăn xong rồi nè các bạn. À, canh chua nè. Trời, nãy đi vô vườn bưởi quá trời bưởi luôn em. Quá trời luôn. À, canh chua. Ủa, canh chua sao còn mấy cái ghém chưa bỏ vô em hả? Bắt giống như nấu lẩu vậy đó. À, giống như nấu lẩu hả? Nè, có nè. Còn bên đây là cá lóc kho. Cá lóc kho nè các bạn. Đó, con này là cá lóc nè, nấu canh chua nãy nè các bạn. Bây giờ là dọn lên bắt đầu là mình ăn thôi ha. Đúng rồi, nè, nồi cá con rồi. À, tình cờ mình về ở đây mà ở đây cô chú đây tiếp đón rất là nồng hậu nha các bạn. Cô chú tiếp đón rất là vui. Đây. Đây là đầy đủ rồi nè các bạn. Cha 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 có chai rượu chứa hộp nữa nè các bạn. Kiểu này là chắc xỉu á, nhưng mà tụi mình đâu có nào nhậu các bạn. Dương Đức Nhã nay về Bến Tre thấy thế nào ta? Vừa vườn ngon quá, vườn ngon quá hả? Hồi nãy đi thấy vườn bưởi khủng khiếp không? Không ngờ luôn á, không ngờ luôn ha. Không ngờ mà chú Ba có cái vườn bưởi nó lớn quá, mẫu đất lận, mẫu đất là chú nói 1 năm kiếm 1 tỷ rưỡi, chú được rưỡi về 10 năm kiếm 15 tỷ, là dòng ngược lên Sài Gòn mua nhà trên Sài Gòn. Các bạn thấy không? Chón ha, chón luôn á nha. Giờ nông dân ở đây rất là khá giả luôn. Bà lấy cái điện thoại này nè. Dạ. Bà quay tôi đội nón điện quá. Dạ. Không, tôi ngồi đó lên xe chở chị bán rồi. Tiền như túi. Thôi mấy ông nước ngoài khỏi nói. Gặp tôi là rồi. Chụp quay quay phim liền. Dạ. Cái này giơ tay cười mấy ông mà đi thiền. Đi du lịch. Mấy ông đậu lại. Việt Nam tôi rít đó. Dạ. Dạ. À là chú Sáu kể. Làm phim. Đi chèo ghe chèo xuồng để bắt con này bắt con kia hả chú? Con cá bông dừa. Cá bông dừa. Wow. Cá bông dừa với con tép bầu. Dạ. Ăn ngon lắm đúng không? Thì cái đó biết sao à. Rồi lại quay bây giờ mấy cái người mà thương làm việc đứng ở trên. Dạ. Người ta giàu quá, người ta ăn mấy con cá đó. Dạ. Đi con cá cá thiên nhiên. Dạ. Không có thuốc men, không có gì hết. Sợ quá chắc. Không có cái gì hết. Dạ. Lại quay nè. Rồi mai mốt có dịp con theo chú nha. Mốt có dịp con theo chú nha. Đi không nổi chứ. Dạ. Dạ. Rồi các bạn mai mốt mình có dịp mình sẽ đi theo chú Sáu nha các bạn. Nãy thằng Vũ nó cá bông dừa đâu ngờ nó nằm khi nhà người hỏi cá bông dừa không biết cá bông dừa là gì. Dạ. Dạ. Biết cá bông dừa không? Dạ biết chứ. Con nó Bến Tre sao biết. Dạ con biết chứ. Con cũng đã từng đi câu, có từng đi bắt mà. Ở bụp dừa đó. Dạ. Rồi mai mốt có dịp con sẽ đi theo chú. Nước lớn thì đặt, nước đồng thì thọ kẹt bắt cá bông dừa. Đúng rồi. Rồi các bạn, bây giờ là cái mâm mình đã lên đầy đủ rồi nha các bạn. Đây, rau muống ha. Cái này là mình sẽ nấu canh chua các bạn, nhưng mà kiểu như là cái nồi lẩu ha, mình sẽ bỏ rau vô sau các bạn. Đó, đầy đủ mồi màng nha. Đó, đây là cá lóc nè các bạn.
này kho tộ nè. Nè, bên đây là cá lóc kho tộ. Để vô cái tộ mà để vô trong cái để cái dĩa. Cái món này là của vợ mình làm nha các bạn. Trời vợ mình á là chuyên gia mà các bạn. Vợ, vợ mình nó đi đâu cũng khoái nấu nướng các bạn. Vợ liền. Tối qua nhà anh á là 11 giờ phía rồi anh nó cục vàng đi cục, ngủ. Cục vàng ngủ đi cục vàng. Đó. Nói tới lần thứ ba là cục vàng đi ngủ. Đó. Còn này là bưởi, bưởi với cam của nhà chú ba hả các bạn ha. Cục vàng luôn. Còn món này là món bò, bò né. Bò gì? Bò né. Bò né hả? Bò, nhưng mà mình bò xào khú qua mình xào sẵn vô luôn nha các bạn. Rồi bây giờ con mời chú Sáu với mời chú Ba qua mình dùng cơm ha. Với mấy thím nữa. Dạ. Cái này là ở chú Ba là chủ nhà các bạn, nhưng mà mình mời. Rồi tụi con đi. Dạ rồi. Đủ rồi, xác được rồi. Dạ rồi. Cô lên đây. Rồi. Dạ rồi. Rồi các bạn, bây giờ là tụi mình sẽ nhập tiệc nha các bạn. Giờ mồi màng đầy đủ rồi, mồi màng nhiều lắm các bạn. Giờ có chai rượu nữa nè các bạn. Nhưng mà biết sao không, anh em mình giống gì các bạn, chứ không phải đàn ông không có nhậu được các bạn ơi. Vậy nên là bây giờ mình sẽ ăn nha. Còn rượu thì chú Ba với chú Sáu nhâm nhi ha. Còn tụi mình thì thôi bó tay. Người đẹp ơi, lên ăn người đẹp ơi. Dạ. Đây là Vũ Ca nha các bạn. Quỳnh Quang Vũ. À, Quỳnh Quang Vũ. Đó, rồi bắt đầu là cái này là cô đây, cô đây. Mấy con quên rồi cô. À, cô Hưng. Cô gì ca sĩ Nguyễn Hưng. À, còn này là thím Sáu ha. Thím Sáu, chú Sáu, còn đây là chú Ba. Chú Ba Thanh là chủ vườn của vườn bưởi hồi nãy các bạn. Chủ nhà luôn. À, chủ nhà luôn các bạn. À, còn đó là thím Ba. Đây là chú Ba. À, thím Ba này. Nước trong nước, ngoài nước luôn đó chứ. Đi ra chủ nhà. À, mồi màng nhìn rất là hấp dẫn ha các bạn. Còn này nè các bạn, đây là ghệ mình là các bạn. Sau này làm mệt không? Được, không có mệt lắm. Nhưng mà vui phải không? Chịu là vui phải không? Chịu là vui là được rồi. Vui là chính. Chủ yếu là vui. Rồi bây giờ là tụi mình sẽ dùng tiệc nha các bạn. Rồi các bạn, mấy món ăn ha các bạn. Nè, cá lóc kho hả các bạn ha. Vợ mình nấu mà mấy chú mấy thím khen quá trời các bạn ơi. Mấy chú mấy thím giờ khen ngon quá trời, ngon rồi. Nhã. Nhã. Dương Đức Nhã. Hồ Vũ. Dương Hồ Vũ. Dương. Dương Hồ Vũ hả? Hồ Hồ là con. Con là tên Hồ. Còn đó là Hồ Cá. Thím ăn mấy món vợ con nấu sao thím? Ngon. Thím sao? Ngon. Ngon hả? Ngon. Dạ. Ăn nó không nè. À, ăn nó không hả? Ngon mà. Ăn cá kho mà. Ngon quá cưng ơi. Canh chua chưa ăn. Canh chua chưa ăn. Ngon nè. Canh chua nó ướp thử cái nước này. Một mặt lường ha. Con là Dương Đức Nhã. Còn miếng bún không? Còn con á là Hồ. Con là Vũ Hồ á. Nè các bạn, mồi màng đồ cũng nhiều lắm. Con là Hồ. Tôi là người Bến Tre. Cái kênh là tôi là người Bến Tre. Hồ tôi là người Bến Tre hả? Dạ. Kia đi Trang. Canh chua. Đậu. Món dân giả. Các bạn thông cảm nha, tại biết sao không? Giờ trễ cũng hơi trễ, vợ mình ăn hơi mạnh nha các bạn. Nhưng mà ăn ngon rồi phải không? Đó, mấy cô mấy thím nói mấy chú đồ người nào nói thôi vợ con nấu ngon quá. Ngon quá. Nãy giờ mấy bạn nghe không? Anh Hồ ha, anh cứ khen gà nữa. Ba này vui vậy hả ba? Có nghĩa là đầu bếp chính của cái bữa tiệc hôm nay á các bạn. Đông đủ như thế. Đây là cận cảnh nha. Chị Hot Girl. Chị tên gì chị? Tên Thu. Thu. Thu làm mùa thu á hả? Ngọc Thu. Ngọc Thu. Mùa thu nó buồn lắm. Ngọc Thu là nó còn tươi thôi. Là bà chủ của kênh Tôi Là Người Bến Tre. Bà chủ của kênh Tôi Là Người Bến Tre. Nó lộn rồi, tao là người Bến Tre được không? Được, tao là người Bến Tre.